xem qua clip này. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Phẩm. Đồng thời anh em cùng những em ý kiến để kênh phát triển kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Toàn làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok.